trường thẩm mỹ Cedarback Beauty Academy trên vùng South Orange County, chuyên dạy tóc, facial, nail barber, professional makeup, nối lông mi, thầy cô kinh nghiệm và trường có cộng tác với những công ty lớn như Paul Mitchell, Poise Professional Makeup, Dermalogica, v.v. Sau khi tốt nghiệp bằng tóc, học sinh sẽ nhận được 43 unit tương đương với các unit của các trường đại học. Mọi chi tiết xin liên lạc Ý Nhi 714-981-6555, 714-981-6555. Chương trình được bảo trợ bởi Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Kính thưa quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình Ý Nhi. Anh đang nói tới về gia đình của chị My Lan và cũng như nhất là sống bên này. Mình nói nhiều về chuyện của mình rồi, nhưng mà em lúc nào cũng có cái thắc mắc. Mình không có thể là mình bỏ mình trong cái position của cháu được. Thì nếu là em rất muốn nghe từ cái tấm lòng của cháu. Thì it's good. Like, thì cô nhớ lúc còn nhỏ đó, con là cái người phá phách nhiều nhất, mẹ con la lối nhiều nhất. Ngoài ra phải dạy dỗ con ha, là cái chuyện bình thường, mà dạy dỗ cả hai người anh của con nữa cũng không có phải là dễ chị. Tại hai đứa đó là teenager. Phải không chị? Thì coi thì coi chứ, nhưng mà chị phải dạy dỗ hai đứa teenager để mà dạy dỗ một đứa em bé. Training. Thành ra là vừa làm cha mà vừa làm mẹ đó em. Thành ra là rất là cực khổ, nhưng mà thật sự ra như cháu nói rằng là trong cái cực khổ đó mình có một cái sự yêu thương. Thành ra mình cũng vui. Cũng may mắn, cũng tạ ơn Chúa, cũng tạ ơn Thượng Đế là các cháu nó đều ngoan. Đúng. Không ngoan vì không là dù mình bận cách mấy cũng là cái nơi cái nơi chị thôi. Mỗi lần chị làm show như vậy thì chị kêu cháu hát thì cháu cũng như mấy giống như Chí thì không có hát phải không chị? Chí thì không có theo cái nghề này. Chính thì không theo cái nghề này. Anh Chính thì không theo nghề này. Còn Ly Linh với cháu thì thích hát lắm phải không chị? Chị có thể nói thêm về thật sự nếu mà nói bên gia đình anh Nhật Trường thì anh có tổng cộng là 6 đứa con. Nhưng mà thật sự là 6 đứa con thì Chí thì vì nó theo chị thì nó hát nè. Rồi tương lai thì chưa biết sao. Nhưng mà rồi anh Trương là người anh lớn nhất không? Thì anh Trương cũng đã qua đời cũng 2 năm rồi. Thì là biết hát. Thì coi như trong 6 đứa con anh Nhật Trường chỉ có anh Trương và anh Chí là hát thôi. Còn tất cả những 4 đứa con còn lại là không có đi theo nghề này. Còn bên chị thì cũng vậy. Thì Danny chỉ có 3 đứa con trai, thì Danny nó hát là anh lớn của cháu, thì Danny biết hát cho Phiên Chí thôi. Danny đó, nói tới thôi. Danny thì Danny là một bên Canada đó, rất là giỏi, em có thể gọi là thần đồng. Lúc còn bên Việt Nam thì không biết quý vị có còn nhớ nữa hay không, lúc mà chị My Lan hát thì Danny là cái người ngồi đằng sau cái trống để mà đánh trống. Sau này Danny cũng hát, Danny có một nụ cười rất là tươi, không thua vì mẹ. Thì đây là cũng là gia đình họ Lu, gia đình cô của Nhi, chúng cô luôn. Những cái nói về gia đình của bên anh Nhật Trường, em nói lại một chút xíu là bây giờ chị vẫn còn liên lạc với bên gia đình anh Nhật Trường chứ? Chẳng hạn như vẫn mẹ ảnh và cũng gia đình bên Việt Nam. Đúng, thì 12 năm thì từ lúc anh thực sự là vẫn giữ cái mối liên lạc với bên nội, bên bà nội cháu, mà cũng một cái chia buồn với lại chia sẻ quý vị là mẹ ảnh năm nay thì My Lan nhớ là năm mẹ ảnh qua đây á là 80 tuổi. Mẹ ảnh qua đây năm 2000 thì qua đây thăm gia đình. Thì lúc đó bà 80 tuổi thì anh Nhật Trường có làm cái thượng thọ. Thì cùng cái năm qua năm sau bà qua là chị lại mang bầu cháu. Lúc chị mang bầu cháu thì lúc mà sanh cháu là năm 2001 thì bà qua đây chơi là bà đầy tháng của cháu Chí. Thì có bà nội 80 tuổi. Thì khi mà bà về Việt Nam tới bây giờ là thấm thoát bây giờ là Chí được 15 tuổi thì bà là 95 tuổi. Wow. Mà bà 95 tuổi thì bà sống rất là thọ, thì mình vẫn giữ một cái đường dây liên lạc với bà nội của cháu, rồi các cô Như Mai, rồi chú Tâm, chú là em của anh Nhật Trường. Em ở Nhật Trường đó là chú Tuấn, rồi cô Như Thủy. Ở Việt Nam thì mình đang ở Bảo Lộc. Bảo Lộc Lâm Đồng thì vẫn nói chuyện. Thì mới đây thì trước Tết năm thì bà vừa qua đời. Dạ, bà vừa qua đời hưởng thọ 95 tuổi. Thành ra là rồi vẫn liên lạc với các cô bên đó bình thường nha. Mỗi năm là đều có những cái ngày giỗ cho gia đình. Rồi năm nay là nói tới cái show là chị lại tổ chức một cái ngày lễ ngày giỗ cho anh Nhật Trường. Mỗi một năm giỗ như vậy thì con
nghĩ như thế nào, con có nhớ ba con nhiều không? Giống như con nói là con không có nhớ cái picture của ba con lắm, nhưng mà mỗi một lần ngày dỗ của con như vậy thì theo cô biết, giống như gần dỗ của ba của cô thì cô hay nằm mơ, dỗ của ba của con thì má cũng hay nằm mơ. Con có khi nào nằm trong mơ mà con có thể thấy ba con đến? Cho thì mấy năm nay con mới là mơ thấy ba con. Có không? Dạ không. Không, nhưng con mà, không thấy nữa. Dạ không, nhưng mà khoảng 3 năm rồi là con làm mới thấy ba con. Một lần đó thôi, trong hết đời con một lần đó thôi. Là 2014, 2014 là con làm mơ thấy ba con. Mà con chỉ nhớ là con trong phòng ăn mà má con tiện không có nói chuyện được. Không nói chuyện được tiện rớt bắt đầu khóc. Thì con nhìn đằng sau thấy ba con vô máu đầu và đang mặc áo lính mà cầm con đó, con của tôi. Xong rồi trắng, everything white. Thì chỉ có con ba con thôi. Mà con nhìn ba con, và con nhìn xuống con đó là Có làm má mày giận không mẹ? Không ra câu first thing, first thing nói mẹ, thì con nói no. Nghĩa là lúc chị đang la nó cái gì đó, chị giống như chị la cháu, chị đang giận nó gì đó, mà thì nó nằm mơ thấy ba, chắc ba về bắt khiển trách nó. Làm cho mẹ buồn. Xong rồi con là không nói no. Nó là nhà con chỉ thấy ba lần một lần đó thôi. Mà sao mày ba con nói là ủa biết là dỗ của tao đúng không? Nói dạ biết mà, nhớ hát họ giỏi ha. Nhớ hát giỏi sao mày nói ok. Nói thì thôi nó đã thích nó giống vậy, tiện con vậy mà con nghĩ là ồ ok, chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng mà thử ra nha, ở trong gia đình là không nằm mơ thấy anh nhiều, nhưng mà đặc biệt á thì thành ra quý vị phải biết là cứ mỗi lần mà chị làm dỗ nhật trường mỗi năm thì đều có chị Trang Thanh Lan. Là tại vì chị Trang Thanh Lan gắn bó Giang Trường đã trước một ngày trên là 75 đi hát chung rồi. Rồi cái ngày mà anh qua đời, chị lúc nào cũng ở ghế bên giường bệnh của anh để mà an ủi, để mà thăm anh như là một người em gái vậy. Và anh Giang Trường nói chuyện với chị Trang Thanh Lan giống như mày tao không à. Thì hầu như em biết không, lạ là một điều là cứ mỗi một năm như vậy mà cứ gần tới ngày giỗ nhật trường là chị Trang Thanh Lan nằm mơ thấy ảnh. Như là nhắc vậy đó. Có lúc nhiều khi chị, cái năm đó chị chưa định làm, bảo là gọi chị nữa đấy, Ê Lan, tao mới nằm mơ thấy anh à, hình như tới gần tới vỗ nữa. Chính chị Thanh Lan nhắc chị nữa. Thế là chị nói, thôi làm. Toàn là chị, em thấy thường thường, quý vị thấy bây giờ là tháng 4, mà tháng 5, mười mấy, 13 tây là vỗ anh. Mà thường thường mới bắt đầu, bây giờ Mỹ Lan mới rụt rịch để mà làm chương trình. Toàn là giờ cuối mà, là tại vì thật sự, em biết là bận rộn rất là nhiều, nhưng mà đâu có thì giờ mà làm. Nhưng mà hầu như là chị Lan nè, hay là anh thì toàn là nhắc không à. Mà chị Lan ngột điều là cứ nằm mơ thấy ảnh em ơi, mỗi một năm mỗi một giấc mơ khác nhau mà nhiều khi rất là rõ ràng, làm như chị cảm thấy như anh Nhật Trường muốn làm cho ảnh như vậy. Thí dụ nhà mơ tới Lan năm nay mày hát cho tao nha. Không có một lần cũng năm đó chị mời chị Trang Lan, chị Lan năm nay chị Lan hát cho em nha, dỗ Nhật Trường. Chị nói thôi bữa đó năm nay thôi tao không hát đâu, tao bận. Tự nhiên tối bà nằm mơ thấy Nhật Trường, bà nằm mơ mới nói chứ, mà chị nói tao buồn mày lắm đó, mày hát cho tao. Chị sợ quá em, qua ngày hôm sau chứ gọi lại chị rồi đấy, là tao hát cho mày. tao nằm mơ thấy ảnh trách tao mà lạ lắm em. Thì coi như chị nhận lời xong xuôi rồi, chị lên chương trình, chị chuẩn bị là lên chương trình cho chắc, thì chị lại nằm mơ thấy Nhật Trường nữa. Bảo nó tao vui lắm đó, mày tới với tao vui lắm đó. No way, ghê vậy anh đó. Nhật Trường rất là linh. Không, cái này chị nói thật, chị là người Công giáo, nhưng mà chị cảm thấy cho tới bây giờ anh vẫn gần gũi với gia đình chị, gần gũi với mẹ con chị. Con rõ ràng con bài mọi nói mày không đó. Con nghĩ có một lần ba về á mà đâu ba về sao con không phải là cái này không phải là mơ nha. Nhưng mà con nghĩ là cái này là khoảng 1-2 năm rồi đó, con nghĩ con lớp 8 và lớp 7 á, mà không nhớ cái này cái nhà mà con lên lẩu mi con sợ quá, con ngủ đúng không, mà ở trong phòng con á là con có cái máy của con, máy computer, xong rồi ở trên rồi con có hình của ba, hình ba má con á, mà cái hình đó nó screw vô mà cái nó mới rớt được đâu. Thì dậy khoảng 3 giờ sáng, 2 giờ sáng thì nghe rầm cái tường ấy, đúng không? Cái này rớt mà cái hình đó thôi, cái hình nó rớt thôi mà nghe là động đất ha. Thì con đi ra ngoài, con thấy cái đèn nó mới move, mà ghê là chỉ cái hình đó thôi. Wow. Mà con cầm mà con nói ba please don't do this to me, sợ quá. Lên lòng má con má sợ quá. Mà đi ba về đi chọc giận với miếng sợ. Anh có những cái giấc mơ chị nói em giống như thật vậy đó. Cũng như có một lần chị con nhớ mình, mẹ con mình đi hát San Jose, là chị không hề nằm mơ thấy anh. Tự nhiên bữa hôm tối tự nhiên đi vô trong phòng, vô khách sạn ở đó, chị đi trình diễn, thì vô khách sạn
chắc là mình phải nghỉ Gia Lai chút xíu đi cơ. Đó đấy, lo rồi nói chuyện là chúng ta quên mất là chúng ta phải ngừng chút lát. Nếu mà nói chuyện mà kể hết cho quý vị nghe là ngồi đây 2-3 tiếng đồng hồ, kể không hết đâu quý vị, tại vì rất là nhiều chuyện để mà kể, nhưng mà để vào quảng cáo để sau cho cái phần sau chương trình. Xin quý vị đừng rời làng máy. Trường thẩm mỹ Saddleback Beauty Academy trên vùng South Orange County, chuyên dạy tóc, facial, nail barber, professional makeup, nối lông mi. Thầy cô kinh nghiệm và trường có cộng tác với những công ty lớn như Paul Mitchell, Poise Professional Makeup, Dermalogica, v.v. Sau khi tốt nghiệp bằng tóc, học sinh sẽ nhận được 43 unit tương đương với các unit của các trường đại học. Mọi chi tiết xin liên lạc Ý Nhi 714-981-6555, 714-981-6555. Chương trình được bảo trợ bởi Toyota Place Garden Grove 1800 357 6738.